Dạ, bây giờ phong policy 500 ngàn của anh. Bây giờ anh xin mời anh đại diện góp thăm một phong policy 1 triệu đồng nha quý vị nha. Dạ, bây giờ anh xin mời anh đại diện góp thăm 1 triệu đồng nha quý vị nha. Rồi, giờ mời lên đây ạ. Còn nữa ạ. Rồi, con thì chúng ta bắt đầu vào số nha. 12 12 có 1 24 24 có 2 48 48 có 3 53 53 có 1 Rồi ạ, đây còn ạ. Giờ số ra trên 12 có 1 24 48 có 53 12 24 48 nhân 53 có đủ ạ. 12, 24, 48, 53 12, 24, 48, 53 12, 24, 48, 53 4, 6, 7, 10 Đúng rồi. Tại vì 6 người, anh này 2 ghé phố. Đúng rồi. Bây giờ, con đi chơi 1 triệu đồng. 2, 4, 6, 7, 8 người. Và là 1 triệu đồng mỗi người. Được 150.000 đồng mà. Dạ vâng, dạ phần lợi này là phần lợi chứng tại các bạn nhé nha. Rồi là quay số bây giờ nghe nè. Mình quay số à, quay số nhà Triệu. Ok, quay số nha. Anh Triệu không? Đây là hả mãi mà. Bây giờ mất hộp anh đồng kia, bẹp bẹp. Ok. Rồi dạ, quay số luôn nha. Đây, bây giờ bỏ bao nhiêu hết luôn nè. Dạ. Ai số lớn nhất? Được 1 triệu. Còn ai số nhỏ ra về tiền mất. Rồi bây giờ em áo đen trước nha. Em áo đen là chị. Đây để em đọc cho chị ơi. Ha ha, rồi xuống đây đi anh. Dạ, con số của áo đen. Ha ha ha. Hết giờ rồi đó con quỷ. 46. Vâng, 46 rất là lớn ạ. Rồi, số của anh trai bóng kính, áo quân tì. Ha ha ha. Ôi, 31. Rồi, mời anh về luôn nha. Rồi, số của anh trai. À, đây. Ôi hộp trời ơi. 11. Wow, tới là cô xin. Dạ đây, số của anh trai cũng mà là wow, 28. Dạ vâng, số của anh là bóng kính 2 số nha. À, anh nói đây trước đi nha. Áo đen trước đi, tại vì 25 rồi là 22 số được. Áo đen. Wow, ha ha, cá lóc 30. Rồi, trời ơi, 46 nhau xả số lên nha. Của em. Của anh trai bóng kính. À, số đầu tiên, đủ mồ hôi quá trời. 26. Còn một số nữa. Số cuối cùng. Số cuối cùng anh ơi. Ôi 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 ôi. Wow. Khi em mất một hạt điều mà em thấy. Wow. À, chúc mừng anh. Số 6. Số 6 hả? Dạ, số 6 hả? Thất vọng không có chị. Trời ơi, xui quá. Wow, một bữa 1 triệu đồng cho em trai. Khoa, chị mời. Em có điểm của chị đi. Rồi, em đây chị giờ em có thể bốc thăm luôn nha. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với chương trình bốc thăm. Đúng không ạ? Dạ, bây giờ mình sẽ bốc thăm nha. Anh ơi, anh để cái tay vô mình trộn đều lên giùm em nha. Mình để tay vô mình quay tay. Đúng không ạ? Tạp phẩm đó là gì ạ? Xui. Vâng, và tạp phẩm đầu tiên đó là 500.000 đồng. Bây giờ cho con mặc em nhìn ra đằng trước nha. Rồi, em nhìn ra đằng trước thì ra bây giờ đằng trước. Anh nhìn qua em cũng được. Anh nhìn ra trước cái kia á. Nè, anh nhìn em trước cái tay anh bóp đi nè. Anh nhìn qua em cũng được. Nhìn ra đằng trước.
Ok. Rồi em đang nhìn xuống mà. Ờ anh để thôi. Để tay cho quay tay lên. Quay lên. Dạ đó. Ờ dễ thương. Rồi có cây luôn ạ. Rồi anh đọc lên. Rồi. Lá giấy màu hồng để chị đọc cho ạ. 9016. Dạ vâng. 9016 dịch có tiếng Khmer. Rồi nuôi vào đây và đang thì. Thưa là La Vé có một đội là 105B. Dạ vâng. 9016 9016 dịch có tiếng Anh. Đẹp. Đại số đó nhất của nó mới được. Cái thằng đó là tổ chối quay mà nó là người giành quyền. Thưa là có ai gọi không kịp không ạ? Cho em xin đuổi bỏ. Em xin đuổi bỏ, xong nó phải 9016. Rồi bóc cửa đi anh, dàn ra 1997 của em. 7 người, nhưng mà 8 luôn ạ. Anh kia mà còn nói hả? Wow, giấy màu hồng quý vị. Lên giấy màu hồng 5726. Giấy màu hồng 5726. Dịch qua tiếng Ai Lập, cô dâu 8 tuổi. 5726 5726 để xem là Kiều Sinh Quang và dịch có tiếng lóng với đây là Su Su là bó. Vinh là còn ai giờ không tiền không chứ em xin quyển bỏ luôn nha. Vinh tiếp em. Trời ơi quay lên thì ta có tiền đỡ tay đâu xả. Rồi rồi quẩy lên quẩy lên quẩy lên rồi tốt nha. Đặt đặt chị đặt đặt cho chị đặt đặt cho chị màu xanh màu xanh màu xanh đọc lớn lên mình. Hy vọng anh ơi 9421 9414221 9421 nó lắc đầu mà nó xin dịch có tiếng tình yêu là Du Huy là vợ của anh biết nữa hồi nãy nó giải thưởng nhà hàng của có mà có rồi 500 đó đó hôm bữa nha chồng của em cái vốn nhà đầu đó là quá trời luôn nha lên đây luôn. Rồi em mời lên đây luôn ạ. Thêm cũng trả điện. Rồi dạ. Cũng qua đây 2 triệu 3 triệu. Đây là trả điện gì? Lấy nhà mình hình luôn không có gì. Rồi chỉ cho anh ngay đây sẽ có hợp lệ không nha. Đó. Mà vui. Dạ rồi cảm ơn em. Chịu. Vui là được. 9421 9421 dạ, quý vị. Thì cảm ơn rồi, em nha. Cảm ơn em. Chúc em nhiều sức khỏe ạ. À, nhưng mà dạ. Là đây cặp biệt thiệu luôn à. Dạ bây giờ là policy 500 ngàn của anh. Bây giờ anh xin mời anh đại diện góp thăm một phong policy 1 triệu đồng nha quý vị nha. Dạ bây giờ chúng ta đến với phong tiền 1 triệu anh nhìn theo chiếu cho em nha. Rồi thọc vô vậy lên anh. Màu xanh, màu xanh, anh ơi, màu xanh đi, ai màu xanh đi, màu xanh đi, màu xanh đi, màu xanh nha quý vị nha. 8 5 5 0 8 5 5 0. Rồi, dạ đã có một chị gái rồi. Đó rồi. Một con trai là thành thưởng luôn nha quý vị nha. Vinh 8 5 5 0. Dạ mình được dội ra về quý vị. Còn một chồng nữa mọi người ơi. Chỗ còn nữa. Còn nữa nha. Dạ vòng loại bốc thăm kế tiếp sẽ là 5 phân vàng. 5 phân vàng về đây. 5 phân vàng về đây. 5 phân vàng. Rồi. Và bây giờ em mà chúng 5 phân vàng mai em đi làm từ thiện hết. Rồi vô nhìn chị này. Màu xanh 3 1 6 4. Dạ 3 1 6 4. Vương có rồi. Ngon quá. Xin lỗi ạ. Thôi còn ngày mai. Rồi cảm ơn ạ. Phương 5 phân vàng. Anh trai nha. Đây 2.600.000 đồng. Kiểm tra được hồn luôn. Kiểm tra được hồn nha. Rồi thì ơn luôn. Dạ quý vị và vòng lợi vừa rồi chúng ta khép lại chương trình nghe nhạc tới đây.